Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ. Thanksgiving là một cái ngày lễ lớn mà mọi người đều họp mặt lại và ăn uống. Thì nhà cô ba nhỏ cũng nấu rất là nhiều đồ ăn. Đây là nhà mình có cơm chiên nè. Món này không phải là món truyền thống của Thanksgiving nhưng mà mình vẫn muốn ăn cơm, cho nên vẫn chiên cơm. Còn đây là cranberry sauce. Thường thì người ta có thể mua những trái cranberry màu đỏ đỏ đó, rồi người ta nấu lên, nhưng mà cô ba nhỏ mua trong cái lon đó. Đây là đậu que và cà rốt nè. Những cái trái cranberry này nó chua lắm, cho nên mình ăn không không có được. Có thêm bắp nữa, có màu vàng vàng cho nó đẹp ha, là đủ thứ luôn. Còn đây là mashed potatoes, là khoai tây nghiền đó. Khoai tây nghiền này là ba của cô ba nhỏ làm. Và đây là sauce gravy, cái sauce để mình chan lên trên cái mashed potatoes để mình ăn cho nó không có bị khô. Và đây là khoai tây chiên cô ba nhỏ làm, thì mình cũng nghiền nát nó ra, rồi mình làm nó dẹp dẹp, rồi ở trong mình bỏ cheese, rồi mình chiên lên. Còn đây là bánh phồng tôm. Những cái món này là không phải là truyền thống của Thanksgiving, nhưng mà mình là người Á Châu cho nên mình vẫn muốn ăn những cái hương vị châu Á xen lẫn trong cái ngày Thanksgiving của Mỹ. Trên bàn này còn thiếu nhiều món lắm đó, nhưng mà sơ sơ là có chừng này nè. Cô bà nhỏ mới nướng xong cái này gọi là apple pie, là cái bánh mà ở trong là táo á. Thì mình nướng rồi mà đem ra nó còn xịt lên, tại vì nó còn nóng nè, nhìn nó giống như là nó bị chảy ra không còn đẹp nữa. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được, một chút nữa nguội thì mình vẫn ăn được thôi. Còn đây là khoai tây này cũng nghiền rồi. Rồi cô ba nhỏ bỏ cheese ở chính giữa, rồi bỏ một lớp khoai tây nữa, rồi bỏ cheese nữa, rồi bỏ hành lá lên trên, rồi mình nướng. Thì cái cheese nó chảy ra ăn rất là ngon. Cái này thì mình có thể làm lỏng một chút, không cần ăn với cái gravy đâu. Nhưng mà thường cô ba nhỏ có thêm bacon là thịt xông khói, mình làm cho nó crunchy, là mình làm cho nó thiệt là giòn rồi mình rải nó lên trên. Nhưng mà năm nay không có làm tại vì ăn kiêng. Còn đây là con gà cô ba nhỏ đang nướng. Ban đầu mình nướng thì nó chưa có vàng, chưa có đẹp ha. Nhưng mà nó cũng gần sắp, nó chín rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở ra, bỏ vô trong để cho nó không có đậy nó lại nữa, để cho nó vàng cái da của nó đó. Nước của nó chảy ra rất là nhiều, cho nên là trước khi mà cô ba nhỏ bỏ nó vô nướng thì mình rưới cái nước này lên để cho nó đừng có bị khô á. Và bây giờ mình bỏ vô trong lò để mình broil. Thì đây là con gà đem ra rồi đây. Ta-da! Nó vàng rồi. Nhưng mà cũng có chỗ bị khét cháy một chút xíu, nhưng mà không sao. Có nhiều chỗ nó khét cháy vậy ăn mới ngon, mới thơm đó. Nhưng mà bây giờ nó vàng rồi thì chuẩn bị ăn thôi. Mình đem nó lên bàn, chụp hình nó rồi quay phim nó rồi ăn. Đây là con gà nè, mình để ra cái dĩa cho đẹp, xung quanh để thêm mấy lát chanh, rồi có cranberries nè, rồi có bánh mì nè. Đó là bây giờ đầy đủ rồi đó, bây giờ là đầy đủ các món rồi. Khoai tây, bánh phồng tôm nè, bắp nè, cranberry sauce, rồi mashed potatoes, rồi đậu que, cà rốt. Thiếu một thứ là stuffing. Người Mỹ người ta hay ăn stuffing với lại green beans casserole, nhưng mà nhà của mình không có ăn mấy cái món đó, tại vì đồ của Mỹ nhà mình không có ăn. Mình thế vô là cơm chiên với lại bánh phồng tôm đó. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra ha, cắt hai cái đùi ra, rồi cắt cái ức ra. Rồi ai muốn ăn cái phần nào thì ăn. Một con gà này mà nhà cô ba nhỏ 11 người mà ăn không có hết đó. Có con gà với cơm với những cái thứ lặt vặt kia là ăn không có hết, còn dư lại rất là nhiều. Đồ dư á, là mình sẽ xé nó ra. Thịt gà dư á, là mình sẽ xé nó ra. Mình có thể nấu phở nè, hoặc là mình có thể nấu miếng nè, hoặc có thể nấu cháo nè. Còn cái bộ xương của nó là người ta lấy, người ta đi hầm nước lèo để người ta nấu súp nữa. Có rất là nhiều thứ mình có thể nấu. Cái leftover là cái đồ còn dư của con gà này á, bảo đảm 100% sẽ dư luôn. Tại vì nhà con bé nhỏ ăn ít lắm, không có ăn nhiều, cho nên là còn dư hai cái ức nè. Một chút nữa sẽ xé sợi. Rồi cô ba nhỏ nghĩ là mình sẽ đi nấu nước lèo để mà làm miếng gà đi. Tại vì nhà cô ba nhỏ có miếng với lại có măng nữa. Ngày mai sẽ nấu món miếng gà. Đồ dư sẽ nấu miếng gà ha. Đây là cơm chiên. Múc ra cho mỗi đứa con nít trong cái dĩa của nó nè, xớt ra. Rồi mọi người muốn ăn cái gì thì tự tới lấy nè. Nhìn thì nhìn như vậy thôi, nhưng mà ở ngoài á, thiệt á, thì
cái khoảnh khắc này á nó rất là ồn ào, tại vì nhà của bà nhỏ có tới 11 người lận, là hỏi ai ăn cái gì, ai ăn cái kia, múc nữa hay không, có lấy cơm hay không, có muốn ăn cái này không, rồi con của ai thì người đó múc cơm cho con người đó. Mà khúc này á là ồn ào mà vui lắm, vừa vui mà vừa lộn xộn nữa đó, tại vì người này muốn ngồi chỗ này, người kia ngồi chỗ kia, người kia hỏi có muốn ăn cơm không, người kia hỏi nước chuối ở chỗ nào, rồi có người thì hỏi là uống cái gì. Cho nên là cái khoảnh khắc này là rất là lộn xộn và rất là ồn ào luôn, lúc nào cũng vậy hết á. Mỗi lần tới giờ ăn đó là nhà của cô bạn nhỏ là xôn xao rộn ràng lắm, rồi sau đó rồi mọi người lấy đồ ăn xong hết rồi, làm cái gì cho thiệt đẹp rồi để cho cô bạn nhỏ chụp hình xong rồi thì ngồi xuống dọn cái bàn, ngồi xuống rồi có chỗ ăn, rồi nói chuyện rất là vui. Mọi người có đoán được cái dĩa này là của ai không? Cái dĩa này á, nhìn như vậy chứ nó rất là nhiều đồ. Cái đùi gà này, cơm nè, mỗi thứ một chút xíu nè, đậu que, cà rốt, rồi khoai tây, rồi bánh mì, cranberry, còn đây là hành nữa. Ăn một dĩa này xong á là no tới ngày mai luôn nha. Nhưng mà dĩa này không phải là dĩa của mình đâu, tại vì cô bạn nhỏ ăn rất là ít. Dĩa này á, là dĩa của người đặc biệt ngày hôm nay đó. Mỗi người một dĩa, ai muốn ăn cái gì thì ăn. Một dĩa nè, của một người ngồi ở đây nè. Còn đây là dĩa của người kế bên nè. Rồi đây là một dĩa của người khác nữa nè. Nói chung là một ngày ăn uống và nói chuyện gia đình quay quần bên nhau rất là vui. Cảm ơn mọi người đã ghé qua xem video đồ ăn Thanksgiving của cô bạn nhỏ ngày hôm nay nha. Thanksgiving năm nay á, là 2020 nó hơi khác một chút tại vì dịch. Cho nên là mình ăn uống xong rồi mình không có được đi chợ. Mỗi năm á, mình ăn uống xong cái là mình coi báo sale, rồi mình đi chợ, mình canh đồ sale để mình mua đó. Nhưng mà năm nay ăn uống xong không có gì làm hết, ngồi nói chuyện không à. Cảm ơn các bạn đã ghé qua xem video nha. Ai chưa đăng ký vào channel của cô ba nhỏ thì bấm nút đăng ký subscribe, để khi mà cô ba nhỏ đăng video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.